Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Nha Trang. Trường Đại học Nha Trang, Nha Trang University là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam. Trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận về chất lượng đào tạo của mình vào năm 2017. Theo bảng xếp hạng của Webmetrics, trường đứng thứ 30 Việt Nam năm 2019. Tương tự vậy, trường đứng thứ 33 Việt Nam theo bảng xếp hạng của Unirank. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của miền Trung Việt Nam. Lịch sử phát triển của trường, tiền thân của trường Đại học Nha Trang là khoa thủy sản được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1959 tại Học viện Nông lâm Hà Nội, nay là trường Đại học Nông nghiệp ở Hà Nội. Ngày 16 tháng 8 năm 1966, khoa thủy sản được tách thành trường thủy sản, ngày 4 tháng 10 năm 1976, trường chuyển trụ sở từ Hải Phòng vào Nha Trang và được lấy tên là trường Đại học Hải sản. Tháng 8 năm 1981, trường được đổi tên thành trường Đại học Thủy sản, ngày 25 tháng 7 năm 2006, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường đổi tên thành trường Đại học Nha Trang, trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục vào ngày 31 tháng 1 năm 2018. Trường hiện đang trong quá trình hoàn thiện chương trình kiểm định ANCA và PDCA của tổ chức ASEAN University Network. Sau khi đạt chuẩn kiểm định, bằng cấp của trường sẽ có giá trị quốc tế. Tính đến tháng 4 năm 2018, toàn trường có 617 cán bộ, trong đó có 472 giảng viên, trong số đó có 21 phó giáo sư, 116 tiến sĩ, 313 thạc sĩ, ngoài ra còn có gần 100 cán bộ đang học cao học và nghiên cứu sinh trong ngoài nước. Các khoa viện của Đại học Nha Trang: khoa công nghệ thực phẩm, khoa cơ khí, khoa kinh tế, khoa công nghệ thông tin, khoa kế toán tài chính, khoa xây dựng, khoa điện điện tử, khoa kỹ thuật giao thông, khoa ngoại ngữ, phòng đào tạo sau đại học, khoa khoa học xã hội và nhân văn, trung tâm đào tạo và bồi dưỡng, viện nuôi trồng thủy sản, viện công nghệ sinh học và môi trường, viện khoa học và công nghệ khai thác thủy sản, viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy, các ngành. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Ngành đào tạo tiến sĩ, nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật khai thác thủy sản, công nghệ chế biến thủy sản, kỹ thuật cơ khí động lực, kỹ thuật tàu thủy, công nghệ sau thu hoạch. Các ngành đào tạo thạc sĩ, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, quản lý thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch. Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành chế tạo máy và chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh, kỹ thuật cơ khí động lực, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật tàu thủy, kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và du lịch, song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp dưới sự hợp tác và hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ. Food Technology, chương trình quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh theo dự án VLIA của Chính phủ Bỉ. Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, chương trình quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh theo dự án NOASED của Chính phủ Na Uy. Các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình đào tạo liên kết với Tổ chức Đại học Công đồng Pháp ngữ AUF, chương trình đào tạo liên kết với Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Liberec Cộng hòa Séc, chương trình đào tạo liên kết với Đại học James Cook Singapore, chương trình đào tạo liên kết với Đại học Khoa học và Kỹ thuật SUT Đài Loan, chương trình đào tạo liên kết với Đại học Kinh tế Thái Bình Dương, Liên bang Nga, chương trình đào tạo liên kết với Đại học Nghĩa Thủ, Đài Loan. Năm 2021, trường Đại học Nha Trang tuyển 3.500 chỉ tiêu vào 36 ngành theo 4 phương thức xét tuyển. Cụ thể, phương thức 1, xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, sử dụng tối thiểu 40% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành đào tạo theo phương thức này, không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng khi xét tuyển. Phương thức 2, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo tổ hợp 3 môn, sử dụng tối đa 30% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành theo phương thức này. Trường bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phương thức 3, sử dụng điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, sử dụng tối đa 25% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành đào tạo, không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng khi xét tuyển. Phương thức 4, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng tối đa 5% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành đào tạo. Cụ thể, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo phương thức riêng của trường Đại học Nha Trang. Nhà trường không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.
Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.